Dạo đồng tiếng gần gần vô cho các bạn xem các bạn. Anh em yên tâm đi, năm nay bông rất là đẹp. Giờ mình tiến vô sâu mình quay cho các bạn xem các bạn. Bông đây rất là đẹp. Trên đây có cây cầu bắt các bạn. Bông nhiều lắm. Hiện tại giờ là buổi trưa các bạn. Ít khách tham quan lắm. Tiến lên cầu các bạn ơi. Đây là mình đứng phía trên của khung cảnh đài nước các bạn ở làng hoa Sa Đéc. Khi mình đứng ở trên nhìn xuống rất là đẹp nha các bạn. Đây, mình quay toàn cảnh luôn cho các bạn xem. Hiện tại là những ngày giáp Tết các bạn ơi, nói chung là khách thưa thớt rồi. Qua thì người ta cũng đã chuyển đi hết. Như phần giờ mình đang đi buổi chiều các bạn. Đang đi buổi chiều cái nắng á. Khách tham quan vô không có nhiều.
Đây là toàn cảnh đường qua xe đét các bạn. Quay cho các bạn xem. Hôm nay những ngày giáp năm các bạn ơi. Khách tham quan cũng thưa thớt các bạn. Không thì nói chung các thương lái cũng dần chuyển lên phố các bạn ơi. Còn lại một số nhưng mà nó không có nhiều. Hôm nay mình qua trễ các bạn. Xíu nữa mình vô trong vườn, trong mấy cái vườn á, mình quay lại cho các bạn xem luôn. Này là khung cảnh ngoài đường các bạn. Giờ là cũng khoảng 1-2 giờ các bạn ơi. Nó hơi thưa thớt khách tham quan. Mình tiến sâu trong các bạn. Nói chung là đi hơi trễ các bạn ơi. Người ta đã dọn đi mấy bông lên hết các bạn ơi. Thương lái người ta đã dời bông đi hết rồi. Đi Sài Gòn rồi.